Đầu tiên là các bạn chuẩn bị phần giấm và nước cốt chanh để khoa da. Bây giờ mình sẽ ướp vào nước mắm là 6g muối, 6g bột ngọt và 15g nước mắm. Khoa đều trong và ngoài cái giò heo. Chúng ta gói trong giấy bạc rồi các bạn để nguyên đó, chúng ta chờ 1 tiếng đồng hồ sau chúng ta mới luộc nha, chứ mình không luộc ngay. Bây giờ là 10 giờ thì 11 giờ mình mới luộc. Nếu có dây thì quá tốt, lấy dây cột thêm một vòng ở ngoài. Nếu có dây các bạn cột thêm khoảng 2-3 vòng ở trên chỗ cái phần này nè. Phần này là phần quan trọng nhất. Giấm chúng ta sử dụng là 40g. Các bạn hòa chung với 20g nước cốt chanh. Sau khi các bạn đã chuẩn bị giấm chanh rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị cái sốt nước mắm nè. Sốt nước mắm thì các bạn sẽ lấy tỏi băm 8g, đầu hành lá băm 30g. Các bạn lau cho thật khô phần da nha. Sau đó các bạn sẽ lấy phần giấm với lại nước cốt chanh hồi nãy mình pha đó, các bạn thoa lên trên da. Và chúng ta sẽ để ráo một lần nữa. Các bạn lưu ý là cái giai đoạn này là giai đoạn chúng ta làm để giòn da. Thì nó có hai cái yếu tố để giòn da. Thứ nhất đó là da phải thật khô. Khi thoa chanh giấm xong rồi chúng ta cũng để cho nó khô luôn, lấy ra để ngoài dĩa cho nó khô. Chứ chúng ta không có bóp vô trong cái thịt luôn, vì nếu không lát nữa cái thịt đó nó bị chua. Và khi chiên cái giò heo này thì nó nổ dữ lắm nha các bạn. Nhưng mà phải lưu ý là chấp nhận nổ nha. Chiên cái này chấp nhận nổ nha. Tại vì khi nó nổ thì nó mới bung được cái da heo lên. Còn nếu mà các bạn để lửa nhỏ 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 là nó không có bung cái da heo lên. Cho nên là sau khi thoa chanh giấm rồi để cho thật khô rồi chúng ta thả vào. Mà khi nó khô nhiều á thì nó sẽ đỡ nổ hơn và nó ướt. Các bạn phi hành tỏi cho thơm. Thì tỏi là mình có rồi nè, cái đầu hành để mình cắt khúc, các bạn phi luôn cả cái đầu hành và cái tỏi cho thơm. Sau đó cho cái nước mắm tiêu đường ớt vô, các bạn khuấy lên cho nó sôi lại là được rồi. Và khi chiên cái lần thứ nhất là chiên cho nó tới luôn, tức là chiên cho nó giòn da luôn á. Tại vì có một vài nhóm, ví dụ như nhóm 1 đó các bạn, với lại nhóm 7, nhóm 5 hiện nay là chiên 2 lần. Thành ra lát nữa các bạn so sánh luôn cái chiên 2 lần với lại chiên 1 lần. Chiên lần thứ hai xong thì cái giò heo nó sẽ bị khô ở phía bên trong, tại vì mình đã luộc chín kỹ rồi. Rồi cái da nó sẽ lại bị cứng. Các bạn ơi, như vậy là hôm nay cái món cuối cùng của mình là món giò heo mà chúng ta chiên nước mắm á, là cái món khó nhất mà chúng ta hoàn tất trong tuần hôm nay. Cái món này nó khó là bởi vì thứ nhất là nó khó bán. Cái thứ hai là nó cũng khó cái chuyện làm. Là vì lúc mà nãy quá trình chiên là các bạn thấy nó rất là gian khổ. Mà nếu mà các bạn sợ, các bạn cứ để lửa nhỏ các bạn chiên thì sẽ bị tình trạng cứng. Giống như hồi nãy có một vài nhóm đem lên đầu tiên á, nhóm 1, nhóm 2 vậy đó, thì nó bị cái da cứng là do các bạn để cái lửa nhỏ 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 nhỏ, nó đem nó cứ âm ỉ ở trong dầu á, là nó bị cứng. Còn nếu mà các bạn làm đúng cách là các bạn để cái giò heo lên cái bờ và chúng ta chỉ dội dầu lên thôi, thì chấp nhận nó phải nổ thì nó mới tạo lên cái độ giòn. Hồi nãy thì cái giai đoạn cuối á, thì có hai nhóm là nhóm 5 và nhóm 6. Các bạn có thay đổi cái quy trình chút xíu, tức là các bạn chiên lần 2. Thì lúc đầu thì tôi không có dám cho chiên lần 2 vì tôi sợ nó sẽ bị cứng. Nhưng mà thực tế là khi các bạn chiên xong da nó vẫn giòn. Giữa nhóm 5 và nhóm 6 thì nhóm 6 da giòn hơn là nhóm 5. Mặc dầu là cùng chiên với nhau, nhưng mà về cái sốt thì cái sốt của nhóm 5 thì lại vừa hơn cái sốt của nhóm 6. Nhóm 6 hơi thiếu sốt. Nhóm 7 mặc dầu chiên có một lần thôi nhưng độ giòn cũng rất đạt yêu cầu. Giòn mà giòn sốt, không có bị cứng. Cho nên là thực tế thì các bạn có thể là chiên một lần hay hai lần đều được hết. Trong trường hợp mà người ta nấu tiệc á, thì đối với món này thường là làm tiệc. Thì người ta làm tiệc để cho đỡ mất thời gian, người ta sẽ chiên trước một lần. Khi khách ăn người ta mới dội chiên lần thứ hai để cho nó đảm bảo độ giòn và nó nhanh. Còn đối với chúng ta bán đằng nào nó cũng ra một lần hết. Thành ra để tiết kiệm thời gian, theo tôi nghĩ thì chỉ cần một lần mà chiên cho thật giòn là được rồi. Đối với món này nó hơi khó bán chút xíu, thì bên chỗ của Nga và Tuấn sẽ tính toán lại cách thức bán sau này như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta có thể bán món này được. Cảm ơn các bạn.